có chuyện gì thế? Cậu đang làm gì vậy? Anh ơi, xoài này bán sao? Xoài 3 đồng một cân. Bán rẻ vậy? Xoài này anh tự trồng hết à? Đúng. Hôm nay anh bán được bao nhiêu cân rồi? Chưa được quả nào. Hay là như thế này đi, tôi sẽ mua hết cho anh. Tất cả chỗ này. Anh ăn hết được không? Không sao đâu, cái này anh đừng lo, tôi sẽ mua hết cho anh. Anh à, hay là anh thử một quả đi. Không, tôi thấy nó ngon lắm. Không cần thử, tôi lấy hết, đóng gói hết cho tôi đi. Anh thử một quả chín đi. Thử một quả à? Thử một quả đi. Vậy tôi sẽ thử một cái. Ngon đó, thật sự ngon. Nhà anh trồng sao? Đúng vậy, đúng. Nhà anh trồng nhiều không? Nhiều lắm hả? Thế này nhé. Đóng gói hết cho tôi. Anh dẫn tôi về nhà anh xem thử được không? Này anh ơi, tôi có nho này, anh có muốn ăn thử nho không? Không không không. Đừng nói chuyện với tôi, anh tệ lắm. Anh bạn, gom đồ đi. Cảm ơn cảm ơn. Không có gì. Dọn đồ đi. Sau đó bạn dẫn tôi đến nhà xem. Để tôi giúp, tôi tự làm được mà. Anh tự làm được thật sao?